Vô anh em ơi, vô anh em ơi, vô anh em ơi. Mọi người coi nè. Thấy gì chưa? Rồi mình sẽ cuốn lưới lại cho mọi người cùng xem nha mọi người. Chờ đây nãy giờ mọi người ơi, giờ mình cuốn lưới lên nha. Mình ngồi nè. Cái đầu lưới thì mình lôi lại lên bên đây rồi nè mọi người, sát bên mình này. Mình cuốn một khoan lên mình ốp, ốp từ từ lại nha. Để coi có không. Tờ lưới này là tờ lưới mình mới mua luôn nè. Ghé ngoài chợ Long Thành mua tờ lưới 7 phân. Về xuống một về xuống 1m2 230.000. Đó mọi người thấy chung rồi. Người coi nè. Mới vô nè, nó mọi người thấy chưa? Thấy gì chưa? Đó. Một em. Đây. Một em. Cá dính kiểu này mình bắt buộc phải xé dạy lỗ nha mọi người. Hồi sớm thì mình đuổi hay mình dính được đâu mười mấy con rồi. Nè mọi con nè. Đó. Trò nó vô lưới. Mình thấy nó giật giật nữa đâu mọi người ơi. Không biết cá bự không à. Này mấy lưới này lưới 7 phân lắm. 7 phân là như dính này dính cá cũng bự trong cái nhỏ đâu. Này có cái đìa bên đó kìa, kế bên kìa, để xả lưới. Nó xả nước có bể đập mọi người. Nó xả ra nước qua quá trời được cá, quá cá luôn. Tao bắt nãy giờ có bao bơi không. Quá khứ cá luôn. Rồi giật lòi lưới mình lại luôn mọi người. Lòi lưới mình lại luôn. Quá dữ rồi. Một em ơi. Một bé ơi. Giật quá nè. Con ơi. Bính con rồi chơi. Nó mình thấy chưa nó. Ê quay hai bé luôn mình coi nè. Hai bé rồi coi nè mình thấy chưa đó. Hai em. Quá khứ cá. Đây này, cảm ơn coi nè.
Ê, xíu nữa, xíu nữa là vuột rồi. Bỏ vô luôn. Coi nè, cái hồ này là hồ không có nuôi chứ nha mọi người. Hồ này hồ nước, hồ mùa nước đó, nó lên nước đó, rồi người ta giữ nước lại, cái ta nuôi vịt đó mọi người. Giờ thì nó động lại, cá đây nè, ông ấy bắt vố. Happy đừng gỡ luôn rồi. À, cá nè. Bái. Nó cho nó vô luôn. Lưới mấy con cá này nó dính hay khó gỡ mình à. Xé ăn lỗ hay lỗ lưới nha mọi người. Ghé một mắt lưới nó. À, nó sẽ nông ra. Cái gỗ vậy. Ôi vuột luôn rồi. Biết mọi người có thấy không, nó vuột luôn mọi người. Vuột cá bự rồi. Sao trời bá vậy. Chạy vậy. Cái này cá nhỏ. Xéo vuột luôn rồi. Cho mày vuột vô bao luôn. À, vô gõ luôn. Thấy chưa? Trời ơi, ai? Hồi là nó chạy giống con nãy nữa. Phi nó mạnh quá, mạnh này. Nè. Rồi. Vuột luôn. Quải cho đậu thiệt chứ. Vuột luôn rồi. Vuột hai con rồi cha. Vuột hai con. Ê lưới mới mà tung tét lưới luôn. Ồ dúng cây rồi mọi người ơi. Rồi mà anh gỡ nha, dúng cây vậy. Một em mini.
dính ngoài kia kìa, bắt thứ này. Đây mini này, đó thôi, cái lóc bay luôn rồi. Lóc bay luôn rồi, quý vị ơi. Anh kéo vô mát nha mọi người. Nè. Dính nè. Nè. Nãy giờ không mà vô hai cái lóc không mọi người. Nó bay. Dính lưới giục quá, cá lóc mà dính này, hoặc là nó cắn lưới mới dính thôi. Coi nè, cá này cá nấy nè, cá nhỏ nhỏ. Về còn nha mọi người, còn nha. Rồi, thấy chưa? Cục cuối dính nè. Đây. Nó vô nha. Rồi cua lưới dính nè. Đó. Vô anh em ơi. Mọi người coi nè. Thấy gì chưa? Mọi người thấy gì chưa? Mọi người thấy chưa nè, cá nè. Dạ
Ủa, xíu nó giọt luôn mọi người coi nè. Dạ, xíu nó giọt luôn rồi. Xíu nó giọt luôn rồi. Hả? Nè. Đây nè. Cái nè. Chưa? 5 7 kg gì? Hả? 5 7 kg gì? Yeah. Hồi nãy dân bên đó rồi mấy người nãy bắt bao bao không? Ừ. Bên đó mới nhiều. Ừ. Đâu, đâu. Bên đó là bên kia bắt hùng bơi bao gì thôi xả đó. Bên đó dữ lắm. Quá trời cá bên đó mà. Bên đây thì dân lứ. Bên đây tại vì dịch về nè, chiều dịch nút mấy người về chữa này đang cái dịch cái gì á. Ừ. Bên đây là không thua tại tại bển nó bãi đó đâu chặn lưới đâu, nó gan mới rồi đó. Con này nè quá cá luôn, nào qua đâu qua qua đây đâu văng đèn đâu, có dịch đâu văng đâu, tưởng nghĩ không có cá không à, nay qua đây cá quá cá. Dịch gì cũng dễ nhiễm cho văng có mà không có văng, có gì người ta có văng, có văng đỉnh dịch nó hả tán lộn chứ. Nó qua bên hầm đèo kia mà lum ra. Má cái này mà mình lướt đưa con kia kìa. Đâu? Bên chỗ đường cao tốc bên cái hầm bên Vĩnh ấy. Vĩnh Vĩ, mẹ có phiêu nè, nó gần cái kè. Hừm. Rồi cái nó dính này to. Dạ. Kẹo 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 luôn. Này. Cắt bự dữ vậy. Ừ. Sớm giờ đi như quân đội vậy đó, đông biết nhiều nói nhiều lắm. Nha mọi người, hành quả nha. Hành quả không nhiều nè. Coi nè. À. Rồi giờ chào mọi người nha.